Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Năng lượng mới cho cuộc sống do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ga Đô thị phối hợp thực hiện. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Những năm gần đây, ở nước ta, nhu cầu về nguồn điện luôn luôn tăng lên theo từng năm. Tiết kiệm điện được đặt ra như yếu tố tiên quyết, từ sản xuất đến tiêu dùng. Tuy vậy, cần hiểu tiết kiệm, trước tiên là chống mọi sự lãng phí khi dùng điện, và có một cách tiết kiệm bằng việc hạn chế công suất điện bị lãng phí khi vận hành, đó là dùng dụng cụ Power Tool. Cần nhắc lại những năm trước, trên thị trường đã có một dụng cụ do Trung Quốc sản xuất, cũng được các tiệm bán đồ điện quảng bá là tiết kiệm điện. Tuy vậy, qua thực tế, đây là dụng cụ chỉ có tác dụng làm chậm đồng hồ đo điện. Thực chất là dụng cụ ăn cắp điện mà người dùng thường lắp ở cuối nguồn để qua mắt nhân viên kiểm tra điện. Không ít hộ dùng điện đã bị nhà cung cấp điện buộc phải nộp phạt. Khi đến chuỗi nhà hàng ẩm thực Italy ở đường Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy dụng cụ tiết kiệm điện Power Tool được lắp đặt ngay khu vực cửa ra vào. Ai cũng có thể nhận thấy. Điều đó như lời khẳng định, đây là dụng cụ tiết kiệm điện hợp pháp được nhà phân phối điện thừa nhận. Mấy tháng nay, từ khi lắp dụng cụ tiết kiệm điện Power Tool, mỗi tháng nhà hàng chúng tôi có tháng nhiều tháng ít, cũng tiết kiệm điện từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, giúp chúng tôi kinh doanh thuận lợi hơn. Một cơ sở kinh doanh dùng điện ở dạng khác, đó là tiệm Internet ở số 16/30 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, đã lắp dụng cụ Power Tool từ tháng 3. Trước dùng mỗi tháng 2.700 kW, sau khi lắp Power Tool, nay mỗi tháng chỉ còn 2.200 kW đến 2.300 kW. Tính ra tiết kiệm được một tháng hơn 1 triệu đồng. Theo các chuyên gia về điện, Power Tool tiết kiệm được công suất điện khi sử dụng là do triệt tiêu được dòng cốt phi, tức là giảm thiểu tối đa năng lượng lãng phí khi sinh nhiệt trong sử dụng. Với những cơ sở sản xuất, kinh doanh và dụng cụ dùng điện mà mục tiêu chính là dùng dòng điện để sinh nhiệt từ các điện trở, thì sản phẩm này không mấy phát huy tác dụng tiết kiệm. Các cơ sở kinh doanh dùng điện cho các loại đồ điện sinh hoạt thì hiệu suất tiết kiệm sẽ phát huy đến hiệu quả cao nhất, trong khi vốn đầu tư ban đầu mỗi đơn nguyên Power Tool chỉ trên dưới 2 triệu đồng, tức là chỉ trên một năm có thể thu hồi vốn. Tháng 7, tháng 8 vừa rồi là với lại là 32 triệu, và tháng 9 vừa rồi chúng tôi là xuống 28 triệu. Tất nhiên khách sạn thì nhiều nguyên nhân, nhưng khi đó là tiết kiệm điện là có cái ưu điểm, cho nên là chúng tôi thấy rằng nên ủng hộ gắn cái tiết kiệm điện mà vừa rồi chúng tôi đã thực hiện. Và không chỉ các doanh nghiệp dịch vụ ở xưởng cơ khí chế tạo bơm chìm của công ty Tân Huỳnh Châu, mà tất cả các khâu gia công chi tiết đều dùng điện. Trong đó quan trọng nhất là bộ phận trang bị các loại máy CNC đều được lắp đặt Power Tool. Ông Huỳnh Thảo Châu, giám đốc công ty cho biết, với ông tiết kiệm đầu tiên là tiết kiệm năng lượng điện, và đó cũng chính là yếu tố cạnh tranh hàng đầu vì nó quyết định giá thành sản phẩm và chất lượng hàng. Là xài cái thiết bị điện Power Tool của công ty Tâm Nguyên, là sau một tháng đầu thì công ty Tâm Nguyên lắp máy á, thì tôi thấy là cái vấn đề là trước mắt á, là nó giảm được cái hệ số cốt phi á, là cái hệ cái dòng điện vô công phản kháng, là trên thực tế trên hóa đơn á, là nó được trừ khoản đó. Cái thứ hai nữa là cái việc mà tiết kiệm á, là nó giảm là từ 10 tới 15% trên hóa đơn theo cái doanh số hàng tháng. Thì trên hóa đơn nó được giảm 10 tới 15%. Chương trình Năng lượng mới cho cuộc sống xin được khép lại tại đây. Cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ga Đô thị đã đồng hành với chúng tôi để thực hiện chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ tới trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.